là Acer Nitro V16 Pro Panel với mã ANV1641R4KD, một phiên bản laptop gaming mới ra mắt cuối năm 2024. Đây là một sản phẩm có rất nhiều sự khác biệt so với dòng laptop gaming của Acer đang có trên thị trường. Chiếc laptop này chính xác là dành cho đối tượng học sinh sinh viên, cần một chiếc laptop đúng như nói với bố mẹ là để dành cho nhu cầu học tập, nhưng lại là có thể chiến game trong lúc không phải học. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Điểm nổi bật nhất khiến nó khác biệt và thực sự có thể dùng để học tập và làm việc đó chính là màn hình, hay đại diện bằng cụm từ Pro Panel ở trong tên gọi của nó. Nói về màn hình, với độ phân giải 2K và tần số quét 165Hz, khác với hầu hết laptop gaming trong phân khúc này, thông thường sẽ sử dụng tấm nền VA hoặc TN, thì Acer Nitro V16 lại sử dụng tấm nền IPS Pro Panel cho ra màu sắc cực kỳ sống động. Ngoài gaming ra, hãng còn hướng đến những người làm media, nên chiếc laptop này có độ chuẩn màu là 100% sRGB cùng độ sáng lên tới 500 nits. Đây chính là điểm ăn tiền của nó và cũng khá khớp với đối tượng các bạn cũng giống như mình trước đây. Không cần một chiếc laptop có màn hình để chơi game với tần số quét quá cao để cho HFPS mà vừa vừa thôi, nhưng quan trọng là hình ảnh phải đủ đẹp, sắc nét và có độ chính xác màu sắc tương đối ổn để có làm các công việc liên quan đến hình ảnh và dựng video. Vì nó được trang bị kích cỡ lên tới 16 inch cũng rất ấn tượng. Nói một chút về ngoại hình của nó. Vẫn là ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Nitro, tuy nhiên được giảm nhẹ đi một chút. Nó vẫn có một độ hầm hố, tuy nhiên không quá dị để các bạn tự tin dùng ở trên lớp học hoặc không bị người khác nhìn và đánh giá làm biết mua máy để chơi game. Sở hữu màu đen tuyền chủ đạo cùng logo Nitro ở mặt sau là điểm nhấn. Với kích thước 16 inch và nặng hơn 2kg chưa tính sạc, đây có lẽ là một cân nặng chấp nhận được cho một chiếc laptop gaming với màn hình to như vậy. Điều này đồng nghĩa việc hệ thống Airflow của nó sẽ được cải thiện, mang đến nhiệt độ tối ưu cùng với hiệu năng ổn định hơn. Mở máy ra, chúng ta thấy một số thay đổi bên trong thiết kế. Có một vài chi tiết được khắc nổi cách điệu hơn để tạo điểm nhấn. Phần lỗ thoát khí ở mặt bên, mặt dưới và mặt sau, hãng đã bố trí thêm cả ngay dưới màn hình. Điều này cho thấy Acer lại tiếp tục khá quan tâm về vấn đề nhiệt độ trên laptop của họ. Tất nhiên, mặc dù thể mang tới khả năng thoát nhiệt tốt hơn, nhưng vẫn phải chấp nhận rằng việc tay của bạn sẽ bị phả hơi nóng trong quá trình sử dụng. Khi bật máy lên, điều nổi bật nhất đập vào mắt người dùng là bộ bàn phím. Phông chữ cách điệu cùng hệ thống xuyên LED làm tôn lên đáng kể ngoại hình của chiếc laptop này. Tuy nhiên, có một điểm trừ, đây là LED một màu chứ không phải LED RGB, bởi nó vẫn chỉ là phím cao su thông thường, đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhất mà thôi. Vậy nên, nếu các bạn là người chơi hát những tựa game FPS, cần những chiếc bàn phím kiểu như là mạch HE, Swicker học thì nên cắm bàn phím rời. Như thường lệ, Acer vẫn khá xông xênh ở khoảng cổng cắm. Chúng ta được trang bị hai cổng USB-A, một cổng USB-C, một jack 3.5, một cổng HDMI, đủ để các bạn có thể cắm gear rời như chuột, phím và tai nghe. Bây giờ hãy nói về cấu hình đi. Cấu hình của Nitro V16 sử dụng con CPU mạnh mẽ tới độ đỏ đang nhận được quan tâm rất nhiều từ cộng đồng, đó chính là AMD Ryzen 7 8845HS. Với 8 nhân 16 luồng cùng xung nhịp mạnh mẽ lên tới 5.1GHz và 16GB RAM DDR5, các bạn có thể cân thoải mái các thiết vụ chơi game cho tới làm việc. Chiếc laptop này còn cho phép nâng cấp lên tới 96GB RAM và 4TB ổ cứng. Ngoài ra, theo xu hướng hiện nay, mọi dòng laptop đang theo phong trào AI, nên hiển nhiên CPU nào cũng sẽ được trang bị nhân NPU để xử lý những công việc liên quan đến trí thông minh nhân tạo. Khi nhìn bàn phím, các bạn thấy Acer đang cố gắng tạo điều kiện cho người dùng thao tác với AI tiện lợi nhất. Chúng ta có phím tắt để truy cập nhanh Windows Copilot. Ở hàng phím số, chúng ta có một phím tắt khác để mở phần mềm Nitro Sense. Những ai từng dòng Acer Nitro chắc chắn sẽ không còn lạ lẫm gì với phần mềm này. Nó cho phép chúng ta kiểm soát toàn bộ hệ thống của chiếc laptop này, từ bàn phím, màn hình, thời lượng pin, quạt cho tới cả hệ thống âm thanh. Người dùng có thể chọn những profile khác nhau để ưu tiên mức hiệu năng mà mình muốn sử dụng. Chẳng hạn, nếu các bạn muốn máy chạy hết tốc lực cho mục đích gaming, có thể chọn đúng profile, bật Turbo Mode để cho ra công suất tối đa. Một điểm đặc biệt là các bạn có thể bật tắt Turbo Mode ngay cả khi đang chơi game mà không cần on tab ra ngoài. Ở phía góc trái của bàn phím sẽ có một nút với đèn LED, các bạn chỉ cần ấn vào nó là có thể kích hoạt được Turbo Mode hoặc tắt nó đi, rất tiện lợi. Ngoài ra, còn có các profile khác nhau liên quan đến việc tiết kiệm pin hoặc giảm độ ồn mà các bạn có thể tùy chỉnh. Nhìn chung, đây là một trợ thủ cực kỳ đắc lực cho chiếc V16 này. Nó cho phép bạn hoàn toàn làm chủ mọi linh kiện của chiếc laptop, thậm chí còn có thể thay đổi boot logo bằng bất kỳ hình gì các bạn thích khi mở máy lên. Còn bây giờ sẽ đến phần quan trọng nhất, đó chính là hiệu năng. Nitro V16 được trang bị NVIDIA RTX 4060 8GB RAM, chip xử lý đồ họa tầm trung trước dòng laptop hiện nay. Có thể 4060 không phải là một chiếc GPU quá mạnh, nhưng dòng 4000 series được trang bị DLSS 3.5 cùng nhân xử lý AI mạnh mẽ, nó cho ra mức FPS cùng hiệu năng tiết kiệm điện nhất có thể. Và nó hiệu quả ra sao, hãy cùng mình tới phần chính là test game thôi. Đầu tiên, mình sẽ test một con game AAA rất hot vừa qua, đó chính là Black Myth: Wukong.
Mình sẽ để hầu hết các hiệu ứng Super High Setting 2K DLSS Super Resolution ở mức 80. Các bạn có thể thấy rằng dù độ phân giải 2K và ray tracing ở mức medium, chiếc Nitro V16 vẫn cho ra một mức hiệu năng đáng kinh ngạc với mức FPS dao động từ 75 cho đến 80. Điều đó cho thấy công nghệ DLSS trên chiếc GPU 4060 laptop hoạt động rất hiệu quả khi có thể cho ra lượng FPS cao mà gần như không thấy hình ảnh bị giảm chất lượng. Tuy chỉ có lúc biến thân thì hiện tượng trồi sụt FPS sẽ hơi thất thường một chút. Với mức độ hoạt động luôn ở 96% đổ lên, nhiệt độ cũng chỉ rơi vào khoảng 77 độ. Thật sự, đây là mức nhiệt lý tưởng dành cho laptop gaming. Nếu các bạn nhìn trực tiếp sẽ thấy một điểm mạnh nữa, đó là khi chơi game, tấm nền IPS Pro Panel của Acer sẽ cho ra một mức hình ảnh sắc nét cùng màu sắc sống động. Đối với game AAA là vậy, còn với tựa game eSports FPS thì sao? Vì dòng CPU AMD gần đây, cho mức FPS các tựa game eSports có thể nói là ấn tượng hơn khá nhiều so với cả đội xanh. Bây giờ chúng ta sẽ test ở một số tựa game FPS. Vì có màn hình 2K, màu sắc khá đẹp nên bọn mình sẽ cùng thử độ phân giải này. Nếu các bạn muốn tối ưu hơn về FPS thì có thể chỉnh xuống Full HD hoặc thấp hơn tùy vào thói quen. Đối với một tựa game cực kỳ quen thuộc là CS2, mình có để setting cao và độ phân giải là max. Thật ra CS2 mặc dù cũng ra một năm rồi nhưng vấn đề tối ưu của nó vẫn là bài toán nan giải. Vì có những map FPS rất thấp, có những map FPS lại cao vọt hẳn lên. Thông qua test với phần bán Deathmatch, với max setting đạt được trung bình 150 FPS, drop thấp nhất là khoảng hơn 110. Một con số không quá cao nhưng cũng là do tối ưu game chưa được ổn. Các bạn có thể chỉnh setting sấp xuống, tỷ lệ màn hình 4:3 thì có thể gia tăng FPS đáng kể. Tiếp theo ở game Valorant thì mình vẫn để setting là cao nhất ở phân giải tối đa, trung bình sẽ là tầm 220 FPS. Ở những tình huống giao tranh hay ném smoke, có các hiệu ứng phức tạp khác thì có thể bị ảnh hưởng một chút nữa. Đương nhiên, vẫn tối ưu được hơn bằng các setting mà các bạn sử dụng hàng ngày. Như vậy các bạn thấy được rằng, việc được trang bị một chiếc màn hình 2K 165Hz là hoàn toàn hợp lý trên chiếc laptop này. Đủ sức để chơi các thể loại game FPS, đảm bảo phù hợp với tần số quét của màn mà trên game chip của A lại kết hợp được màu sắc theo mình đánh giá là rất tốt trên một chiếc laptop gaming. Tổng kết lại, Nitro V16 là một chiếc laptop khá thú vị, nó đáp ứng tốt cả nhu cầu học tập, làm việc và tất nhiên là cả chơi game. Sản phẩm này giải quyết ngon lành vấn đề của rất nhiều laptop chơi game hiện nay trong tầm giá này, đó là tập trung quá nhiều vào hiệu năng mà quên đi khả năng hiển thị cũng quan trọng không kém. Hãy nghĩ thử mà xem, cấu hình của bạn dù có mạnh đến đâu, có chơi được game setting cao đến đâu nhưng cũng chỉ ở độ phân giải Full HD thì sẽ phí phạm như thế nào. Và tất nhiên không thể không nhắc đến, Acer đang làm thương hiệu laptop có chế độ bảo hành có thể nói là tốt nhất tại Việt Nam hiện nay với chế độ bảo hành 3S1, bảo hành nhanh trong vòng 3 ngày kể cả thứ bảy chủ nhật, quá 3 ngày là một đổi một luôn. Rồi, đó là mỗi gì mình muốn chia sẻ với các bạn với chiếc laptop Nitro V16 này. Nếu như các bạn thắc mắc hay muốn bổ sung gì, đừng quên comment phía bên dưới cho mình biết, cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.